Sunny chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 8 giờ rưỡi ngày 18 tháng 4 2024. Sunny đang đứng ở con đường Hồng Bàng hướng quận 6, bên kia con đường Hồng Bàng bên quận 11. Thì đối với Sài Gòn, có thể được ví Sài Gòn có những con sớm hẻm ngoằn ngoèo rất là nhiều anh chị. Sunny gọi đùa là Sài Gòn thiên đường sớm hẻm. Và trước mặt anh chị đó là cây xăng, và cái hẻm phía trước mặt đó có cái miếu đó, và có căn nhà cũng rất là đẹp. Nhà này cũng đang rao bán nè anh chị. Sunny hôm nay sẽ đi vào cái xóm hẻm này theo lời yêu cầu của khán giả. Em chạy từ Bùng Binh Cây Gõ xuống, thấy cây xăng, thấy cái miếu, em chạy vào bên trong, đi ngoằn ngoèo, rồi đi ra con đường Xóm Đất ngay chỗ Lạc Long Quân. Thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này, và một phần nào đó gửi cô chú anh chị và các bạn để coi cái xóm hẻm, cuộc sống người dân, cái xóm ngày xưa so với ngày hôm nay như thế nào của quận 11. Bên phải đó là Bùng Binh Cây Gõ, bây giờ có cầu vượt rồi. Xe cộ thì hôm nay rất là ồn ào anh chị. Hôm nay là ngày ở dưới âm lịch là 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Vương. Thời tiết Sài Gòn thì cũng đang nắng nóng, đôi khi nó lên buổi trưa có lẽ lên 39-40 độ lận anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi anh chị ha. Sài Gòn thiên đường xóm hẻm. Sunny đi cũng rất là nhiều. Thì nói đến Sài Gòn thì nói đến, phải nói là hẻm rất là nhiều so với những cái tỉnh thành khác anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về cái hướng Bùng Binh Cây Gõ. Bây giờ có cầu vượt qua lại cũng tiện lắm anh chị. Rồi chúng ta đi nha. Nhan nhản những cái bảng mà người ta cho trả nhà rồi cho thuê mặt bằng nhiều lắm. Đúng là năm nay kinh tế thì nó cũng còn khó khăn, chưa thoát được. Rồi bây giờ thì thay vì đi thẳng đèn xanh đèn đỏ quẹo phải là về con đường Minh Phụng, chợ Minh Phụng, Bình Tiên anh chị ha. Rồi mé trái á, thì chúng ta sẽ đi về cái hướng con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Tới đây xin đi quẹo lại nè. Cái khu vực này là bán Sunny nhớ cứ mỗi lần tới Bùng Binh Cây Gõ thì ngay chỗ đây bán cần câu cá nè. Không biết bây giờ cái nhà đó còn bán hay không. Mé bên kia vẫn còn anh chị. Nhà bây giờ bự lắm đó, bên kia kìa, nguyên cái nhà lầu bự kìa. Rồi chúng ta quẹo lại. Cái chùa này cũng lâu đời nè. Chùa Huy Lâm 680 Hồng Bàng. Và bên phải là con đường Phú Thọ để chúng ta về Đầm Sen. Một lát Sunny cũng quẹo ra con đường đó anh chị, ngay chỗ Xóm Đức đó, đi ngang qua chợ Bình Thới. Ở đây là chợ lớn mà anh chị, việc kinh doanh mua bán thì nó cũng nhộn nhịp. Rồi, tới đây là tới cái hẻm rồi. Hình như cái số nó là 706. Số cũ, số mới. Ôi thôi tùm lum hết. Rồi, chúng ta quẹo qua đây anh chị ha. Cái hẻm 708. Không biết số cũ là số mấy. Còn nhà là bán, nhà này cũ lắm rồi. biết mình quẹo đi đâu đây. Cứ đi theo. Ở đây có những con đường hẻm rất là ngoằn ngoèo. Hẻm 708 anh chị ha. Xuân hình như hồi nãy sẽ đi dò nó là số cũ. Ở đây thì người Hoa sinh sống cũng nhiều anh chị. Quận 11 người Hoa nhiều lắm. Những con hẻm thì nhìn rất là sạch sẽ. Những người sáng bắt đầu ta đẩy ra xe, cái đó là xe thuốc lá đó, người ta đẩy ra chợ. Mình cứ đi anh chị ha. Ở đây thông ra một căn nhà cũ nè. Hẻm cục. Đó, cái cổng xóm xưa đó. Hình như chúng ta lại quẹo ra con đường Hồng Bàng lại. Cái này là đi đâu đây? Nó có những con hẻm ngoằn ngoèo ghê ha. Chị thấy không? Thì không biết gì anh có kỷ niệm gì với cái những con đường như thế này. Ở đây là hẻm nhưng mà nó cũng là tên đường. Đường 762. Những căn nhà gỗ. Đi ra con hẻm hồi nãy rồi. Ra con đường gì đấy? Vậy lại 8 ý sao ra con đường hồi nãy rồi? Nó tùm lum tùm la hết trời. Quẹo trái đi, cắm thẳng vô. Xin đi như thế này để chia sẻ với anh chị những hình ảnh, những con đường hẻm ở Sài Gòn. Đây cũng là một cái video clip để gửi tới những anh chị trên kênh Sunny và người anh yêu cầu thôi. Nên chính vậy là nói chung là nó tùm lum tùm la, nó lạc anh chị ha. Anh chị thông cảm. Ra một cái xóm. Cái xóm này là cái xóm gì đây? giống như một cái cư xá gì, những con đường vuông góc. Hồng Bàng thấy chưa? 762, địa chỉ cũ là 36 Hồng Bàng. Này vô Bích rồi anh chị ơi. Bích rồi. Vô cái xóm hẻm Bích rồi. Rồi mình đi ra. Đây là số là 8/36A Tân Hóa, Tân Hóa quận 11. Cái Tân Hóa là người ta lấy theo cái dòng kênh Tân Hóa đó anh chị. Ở bên phải thì có những cái quầy thời trang, quầy quần áo, người ta che bằng cái dù thôi, cái dù tạm thôi. Thẳng ra con đường, đó là con đường Lũy Bán Bích, Hương Lộ 14 ngày xưa đó anh chị, Hương Lộ 14 đó. Thì cái Hương Lộ 14 thì anh chị cũng biết là kéo dài từ cái đoạn mà chợ Bà Quẹo đó, nó kéo dài về Phú Lâm. Vẫn vậy, nhà cũ bây giờ người ta gọi là cho thuê phòng trọ văn phòng, cải tạo lại. Rồi Sunny sẽ tìm kiếm một cái hẻm nào đi tiếp cùng với anh chị nhé. Đây, hẻm đây. Cái này, cái hẻm này nó kết nối với lại cái bên cái hẻm ở chỗ chùa Giác Viên luôn anh chị. Để có đi ăn thông ra ngoài kia được không đây chứ. Được. Người thu mua ve chai thì đẹp, đạp khách hang cùng ngõ hẻm. Rồi ok, mình biết rồi anh chị. Đây là con đường mang tên là Lạc Long Quân anh chị ha. Con đường Lạc Long Quân này Sunny quẹo tương lai thì nó sẽ mở một con đường, mở rộng một con đường, chúng ta đi ra cái hướng mà bên hông Đầm Sen. Đây là con đường nó có tên là đó là hẻm thôi, 152. Nhưng mà bây giờ nó trở thành đường 152 rồi anh gì, lấy con hẻm ngày xưa trở thành con đường luôn. Và con đường thì được mở rộng. Đây là cái hẻm 152 Lạc Long Quân. Đó, cái hướng phía trước mặt anh chị đó là Đầm Sen. Và tương lai thì nó sẽ mở con đường như vậy anh chị. Bên phải ngày trước đó đó, lúc mà nhỏ Sunny đi lên thăm bà con đó, ở khu vực Bình Thới này, cái khu vực bên đây là nghĩa địa nha anh chị. Nghĩa địa nhiều lắm, bây giờ thì nghĩa địa không còn nữa. Thì con đường này được mở rộng nhưng mà một vài nhà người ta cũng chưa di dời, có thể là do cái tiền đền bù nó chưa thỏa đáng đó. Đó, cái khu vực, cái đường uốn lượn của trên cao rồi, trò chơi cảm giác mạnh đó. Đó, đây là những căn nhà nè. Thì tới đây thì bị bứt rồi, những căn nhà. Một góc đó là như chưa giải tỏa đền bù nên người ta chưa đi. Thì không biết là bây giờ có mở ra thẳng được chưa, đi được chưa. Xin đi một đoạn coi. Và nó là đi đâu. Đó, ngay chỗ cái góc này nè, cái nhà này cũng chưa mở ra nè anh chị. Giỏi quá ta. Mở rồi anh chị, mở ra nhưng mà dướng căn nhà này. Căn nhà đó là chưa đi. Sunny đứng ở đây để chia sẻ lại cho chị nha. Đó, cái nhà mà giải tỏa nè. Ngày xưa nó là cái xóm, bây giờ giải tỏa này. Đi đoạn để cập nhật cho anh chị. Bên đây là Đầm Sen. Thì để chia sẻ cho anh chị, khi mà chúng ta đi vào cái hẻm 152 trên con đường Lạc Long Quân đó, thì cái hướng này nó gần cầu Tre nè, Phú Lâm nè, Xóm Đức, và cái nhà này chưa giải tỏa nên nó đoạn dướng đây thôi. Cái đường này thì Sunny có chia sẻ rồi, nhưng mà thôi sẵn tiện là mình đi lại để cho anh chị có thể là chưa coi cái clip đó đó mà mình nhìn lại thôi. Thì ở đây thì mình sẽ quẹo vào cái khu vực Bình Thới đó. Còn bên trái thì chúng ta sẽ đi bên hông bức tường của Đầm Sen. Ở đây là bị chưa giải tỏa xong rồi, còn bích lại nguyên một cái rừng. Và ở bên đây là cái mảnh đất chùa nha anh chị ha, bên phải chùa. Thì cái chùa cả mấy trăm năm của Sài Gòn thì cái mặt tiền ngày xưa đó thì đây cái chùa Giác Viên nè anh chị. Còn mé bên trái là chúng ta đi ra Lạc Long Quân mà ở đây bích rồi. Thì cái mặt tiền ngày xưa thì nó nằm trên cái dòng kênh Tân Hóa. Thì bà con mà để đi viếng ngôi chùa này đó, ngày xưa người ta đường bộ cũng đâu có anh chị, đường làng thôi, ta đi bằng cái dòng kênh đi vào chùa. Nhưng mà bây giờ cái mặt tiền nó sẽ ra cái hướng của một cái hẻm trên con đường Lạc Long Quân gần Đầm Sen. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái xóm Bình Thới để ra con đường Xóm Đất nha anh chị ha. Đây có một cái chợ và ngay góc này thì có nhà thờ Bình Thới nha anh chị. Đây cái chợ buổi sáng. đây là những con hẻm ngoằn ngoèo rất là nhiều sẹt của Bình Thới. Để giải thích thêm cái sẹt gửi anh chị và các bạn, người ta gọi là sẹt, còn đối với người Bắc thì người ta gọi là ngõ ngách. Sẹt là ví dụ như một con đường Nguyễn Nga, một con đường chính, khi mà quẹo vào hẻm là bắt đầu nó là ví dụ một số 100 đi, ngay chỗ cái địa chỉ mặt tiền 100 rồi có cái hẻm rồi quẹo vô một cái thì nó là sẹt, một cái sẹt. Nhà từ cái ngõ hẻm đó quẹo vô nữa là nó trở thành một cái sẹt, quẹo vô nữa nó trở thành một cái sẹt. Thì đối với cái khu vực này, xóm này thì Sunny để ý là có những cái nhà là 4 sẹt, vậy là mình quẹo 4 lần. Và đây là một cái hẻm 161 Lạc Long Quân, và chúng ta sẽ đi ra con đường Lạc Long Quân, phía trước mặt mé trái là về Đầm Sen, đi thẳng là con đường Bình Thới, và bên phải thì chúng ta sẽ đi con đường Phú Thọ, Phú Thọ để ra Bùng Binh, Cây Gõ. Nãy giờ là Sunny đi một vòng luôn đó anh chị. Để tiếp nối thì Sunny sẽ đi con đường Xóm Đức, đoạn chợ Bình Thới, sau đó thì ra Bùng Binh, Cây Gõ nha anh chị ha. Đó, thiên đường xóm hẻm ở Sài Gòn là vậy đó anh chị. Sunny rất thích dùng cái từ là xóm. Không thích dùng từ khu dân cư. Khu dân cư là chỉ là sau này thôi. Thì có thể nói đây là gọi là khu dân cư của Bình Thới, quận 11. Thì anh chị thấy bây giờ với đô thị phát triển thì có rất là nhiều cái khu dân cư, những cái khu dân cư rất là giàu có, nó được quy hoạch bảo vệ cây xanh, đường xá, dịch vụ, Sunny gọi là xóm giàu. Nhưng mà vẫn còn những cái khu dân cư rất là khó khăn anh chị ha, chứ không phải là cuộc sống thì tất nhiên là ở đâu nó cũng có cái này cái kia, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Xanh đèn đỏ là bên phải là chúng ta về cầu Tre rồi Phú Lâm, và Sunny quẹo trái con đường Xóm Đất nha. Lúc nhỏ Sunny đi tới đây thì cũng chia sẻ với anh chị, đây là cái chợ luôn nè, đây là cái chợ luôn nè anh chị. Đi vô thì cũng rất là khó khăn, bà con buôn bán trên con đường này. Nhưng mà bây giờ người ta xây cái lòng chợ rồi, lòng chợ mé bên trái á, rồi nhưng mà bà con vẫn cứ tự phát, có những chiếc xe, có những chiếc rổ, thế là họ buôn bán dài. Chợ này vắng thì đi chạy đi qua chợ khác, có những chiếc xe đẩy nè, đẩy dễ dàng hơn. Đây cái chợ Bình Thới nè anh chị. Nhưng mà hiện tại thì tình hình buôn bán thì nó ở đâu, nó cũng chợ nào nó cũng vậy. Nhiều lúc mà quay gửi anh chị cái hình ảnh cái chợ thôi để anh chị cập nhật thôi, nhưng mà đôi khi cũng tự nhiên bị ám ảnh. Chợ nào nó cũng giống vậy, đi vô chợ thì người ta đóng cửa cho thuê, sang sạp ôi thôi đủ thứ hết. Nhưng mà cập nhật cuộc sống thì mình phải cập nhật thôi. Sunny cứ chia sẻ thật với cuộc sống đời thường của Sài Gòn, có sao nói vậy. Chứ Sunny không có né, mình quay cảnh vui cuộc sống mà. Nó là những cái bức tranh sáng tối, nó có cảnh vui, cảnh buồn, lễ hội, những ngày thường, nghèo, giàu thì mình cũng quay hết. Đôi khi để cập nhật cuộc sống cho nó rõ ràng hơn để cô chú anh chị nhìn nhận. Xóm Đất, đi thẳng Xóm Đất bên kia, trước mặt anh chị đó là con đường Minh Phụng đó. Đi thẳng Xóm Đất bên kia ra Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Nên anh chị, cô chú anh chị thông cảm. Nhiều cô chú anh chị nói ý một cái kênh YouTube tại sao mà quay vui lắm, toàn là lễ hội đông đúc, tại vì họ không có đi vào những xóm nghèo anh chị, họ chỉ chọn những nơi đông đúc họ quay thôi, còn mình thì đụng đâu chơi đó, đụng đâu coi như là cập nhật đó để anh chị thấy rõ ràng hơn thôi. Rồi đây là con đường Minh Phụng và xa xa đó là Bùng Binh, Cây Gõ. Chúng ta sẽ quẹo để chúng ta tới cái điểm buôn bán cần câu ngày xưa nhỏ đó, mà lúc mà đi đạp xe đạp ra khu vực này giống như khu ngoại ô vậy đó. Và Sunny rất là ấn tượng cái điểm bán cần câu. Lúc đó làm gì có cần câu máy, gì cần câu tre, những cái lợp, cái lờ, rồi lưỡi câu, dây cướp rồi treo đầy. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng làm ăn cũng khấm khá, không biết là khấm khá do bán cần câu hay như thế nào. Người ta xây dựng nhà lầu rồi anh chị, và một cái nghề truyền thống vẫn còn là buôn bán cần câu. Đó, Bùng Binh, Cây Gõ, mặt trái là con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Rồi, đi thẳng là về Bình Tiên, Minh Phụng, Bình Tiên. Rồi chúng ta quẹo, đây địa điểm bán cần câu. Đây, khu vực cái nhà bán cần câu. Hào, Cây Gõ, mua bán dụng cụ câu cá. Rồi tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cho anh chị và các bạn, cũng là một anh khán giả yêu cầu trên kênh, yêu cầu Sunny sẽ đi vào cái hẻm có cái miếu, xong đi cứ đi vòng để ra Xóm Đất, quanh quanh Bùng Binh, Cây Gõ. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này. Thông qua cái clip này anh chị hiểu một phần nào xóm hẻm Sài Gòn nó như thế nào, và cũng một phần nho nhỏ nào đó thì để chúng ta biết thêm cuộc sống, nhà cửa, công trình kiến trúc, bà con sinh sống, những con đường mới cũ vân vân. Sunny cũng thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn, và kính chúc cô chú anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip lang thang tiếp theo của Sunny Doan. Bye bye.